Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà một trệt một tầng lầu, có sân thượng, có phòng ngủ dưới, chỉ có 2,5 tỏi thôi. Căn này là ngộp thực sự nha. Anh chủ anh nói nếu mà được là ra gấp luôn quý anh chị nha. Quý anh chị thấy không? Một trệt một lầu, ở lầu 1 cũng có ban công luôn. Bên hông đây có một cái hành lang này quý anh chị. Chỗ này 4 mét này, nó giống như nhà hai mặt tiền đó quý anh chị nha. Hai cái trạm này là trạm điện này quý anh chị. Điện nhưng mà người ta làm điện âm đó quý anh chị ha, cũng rất là gọn và đẹp luôn. Đây, cái hành lang 4 mét này nó thông từ đây xuống hẳn sang đường bên kia luôn quý anh chị nha. Ở nhà mình đây nha. Căn này một trệt một lầu đó quý anh chị. Nhà có vỉa hè 3 mét và đường này đường thông hai đầu đường khu dân cư mà quý anh chị ha. Căn này á, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Chỗ này gần với chợ Vị Hảo quý anh chị, 1 km. Còn nếu mà ra ngã tư Miếu Ông Cù của thành phố Thuận An á, 3 km quý anh chị ha. Sân xe máy này. Sân xe máy quý anh chị. Chỗ đây là phòng khách. Bên đây là nhà ăn của mình này. Nhà bếp đây quý anh chị nha. Bếp thì rộng, có một cái phòng ngủ dưới và có một cái hành lang thoát hiểm phía sau. Bên đây có cái hành lang 4 mét hồi nãy đó quý anh chị, nên là mở cửa sổ ra cho mát ha, phòng ngủ dưới nha. Sau đây này, sau đây là nhà vệ sinh. Vệ sinh luôn quý anh chị. Cái hành lang thoát hiểm ở cuối nhà là quý anh chị 2 mét. Cái hành lang 4 mét của mình nó thông từ bên đó qua cái đường mặt chính nhà của mình bên đây này. Đây quý anh chị xem này. Nhà mình bên đây này. Đó. Giống như hai mặt tiền đó quý anh chị ha. Đó, thông thoáng căn mình đây nha, nhà mình đây nha. Bên đây trồng cây lên cho nó mát rồi quý anh chị ha. Rồi mình lên lầu 1 quý anh chị. Lầu 1 có một cái ban công. Có một cái ban công ở lầu 1 này quý anh chị. Phòng ngủ ở phía trước của căn nhà này. Lầu 1 này sẽ thêm hai cái phòng ngủ nữa, vậy là tổng sẽ có 3 cái. Đây quý anh chị, mình xem luôn. Là phòng ngủ số 1 ở lầu 1 nha. Phòng ngủ số 2 của lầu 1. Đó. Với ở dưới có một cái phòng ngủ ở dưới nữa là tổng 3 cái quý anh chị. Sau đây sẽ là sân giặt này, sân giặt ở phía sau. Mình có thể giặt đồ ở trên sân thượng được quý anh chị nha. Đây. Ở chỗ này cũng được luôn, nhà vệ sinh bên đây. Đó, đây, nhà vệ sinh quý anh chị theo. Lên xem sân thượng quý anh chị nha. Sân thượng nhà mình đây này. Đó quý anh chị theo. Nguyên một cái sân thượng rộng như thế này quý anh chị. Còn trước đây là phòng thờ ha. Đó, phòng thờ phía trước này. Cái hành lang 4 mét đây quý anh chị này. Đây. Nó giống như một cái con đường đó quý anh chị theo. Nó dài nối từ đường bên đó qua tới đường bên đây này, qua tới đường bên đó quý anh chị nha. Đó, nhà giống như hai mặt tiền quý anh chị nha. Căn này thoáng đó. Căn này rất là thoáng quý anh chị ơi. Phòng thờ phía trước. 64 mét vuông thổ cư hết luôn. Phòng thờ này quý anh chị. Căn này là ngang 4 mét. Ngang 4 mét và dài 16 mét, hướng chính tây, sổ hồng riêng. Anh chị nào mà thương thảo được mà chủ đồng ý á là mình sang tên luôn quý anh chị nha, sổ riêng mà. Rồi, em xin cảm ơn ạ.